Apple trở thành nhà sản xuất smartphone lớn thứ ba thế giới. Một vài năm trước, người ta biết đến Xiaomi như một hãng điện thoại nhỏ của Trung Quốc, luôn đặt hình mẫu phát triển theo xu hướng copy, thiết kế của các thương hiệu lớn trên thế giới, đặc biệt là iPhone của Apple để thu hút sự chú ý. Trải qua một vài năm, giờ đây ít ai nghĩ rằng hạt gạo nhỏ thậm chí sẵn sàng đánh bật Apple khỏi vị trí của mình. Theo thông kê của công ty phân tích thị trường IDC, doanh số iPhone của Apple đang ngày càng bết bát. Cụ thể, Doanh số smartphone của hãng đa giảm 18,2% so với cùng kỳ quý 2 năm ngoái, tương đương hơn 8 triệu thiết bị. Mảng lĩnh vực duy nhất đóng vai trò chủ chốt cho nhà sản xuất này không đâu khác chính là các mặt hàng phụ kiện và dịch vụ. Trong khi đó, Xiaomi chỉ giảm doanh số 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái, giúp hãng không chỉ tiếp tục đứng vững ở vị trí thứ 4 mà còn tạo ra sức ép lớn với Apple khi chỉ kém vỏn vẹn 1,5 triệu smartphone được bán ra trong khi vào năm ngoái Apple từng bỏ Xiaomi lại phía sau với sấp xỉ 9 triệu thiết bị. Điều này cũng giúp Xiaomi có được thị phần 9,7% và chỉ còn kém đôi chút so với Apple, 10,1%. Nếu như xu hướng tăng trưởng này tiếp diễn trong thời gian tới, Apple hoàn toàn có nguy cơ nhìn đối thủ từng ngang nhiên, copy ý tưởng của mình, nay lại vượt mặt để rồi đánh bại chính họ trên bảng xếp hạng chung. Đây rõ ràng là một điều không thể cay đắng hơn với các tín đồ của Apple, đặc điểm chung của những nhà sản xuất Trung Quốc giúp giúp họ liên tục tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây đó là mang những công nghệ thời thượng và thiết kế tinh tế lên các dòng sản phẩm tầm trung giá rẻ giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận